mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: Ông là con Thiên Chúa, người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Suy niệm. Qua nhiều thế kỷ, nhiều câu trả lời về đau khổ tự nhiên đã được đưa ra. Tất cả đều muốn trả lời câu hỏi theo một cách nào đó. Phổ biến nhất là câu trả lời cho rằng đau khổ là một thử thách. Đau khổ thử thách đức tin của chúng ta và củng cố nó, như lời Thánh Gia-cô-bê: Thưa anh chị em, bất cứ khi nào anh chị em gặp bất kỳ thử thách nào, đừng xem nó là điều gì khác hơn là niềm vui. Bởi vì anh chị em biết rằng thử thách đức tin sẽ làm cho nó kiên vững. Nhưng nếu mầu nhiệm đau khổ không thể giải đáp được, thì các tín hữu có thể đi tìm lời giải đáp ở đâu? Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu vừa hoàn toàn là Thiên Chúa, vừa hoàn toàn là con người. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bỏ qua phần thứ hai. Giêsu thành Nazareth được sinh ra trong một thế giới của bệnh tật. Một trận cúm, một cơn cảm lạnh hay một cái răng bị sưng có thể giết chết người. Đây là thế giới của Giêsu. Hơn nữa, trong sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu liên tục tìm kiếm những người bị bệnh. Hầu hết các phép lạ của người là chữa lành khỏi bệnh tật và khuyết tật. Các căn bệnh về da thường được gọi là phong cùi, chứng động kinh, một người phụ nữ bị răng kinh, một bàn tay bại liệt, mù lòa, câm điếc, bất toại. Các Kitô hữu biết rằng khi họ cầu nguyện với Chúa Giêsu, họ đang cầu nguyện với một người hiểu họ, không chỉ bởi vì người là Thiên Chúa và biết tất cả mọi sự, mà bởi vì người là con người và đã có kinh nghiệm về tất cả những điều này. Lạy Chúa, chúng con đang rên rỉ dưới ách nô lệ của tội. Xin cho chúng con biết chạy đến với lời hằng sống để được hoán cải, được xua trừ tội lỗi và tìm được nguồn vui đích thực trong tình yêu thương vô bờ của Chúa.